Đồng hồ Ba Vọng xin kính chào các bác. Hôm nay em xin được mời các bác cùng em đi mở hộp một chiếc đồng hồ mà cả thế giới người ta đều thích các bác nhé. Đây là một chiếc đồng hồ Grand Seiko. Nhắc tới cái tên Grand Seiko rồi thì chắc chắn là nhiều bác đã biết tới cái sự nổi tiếng của những chiếc đồng hồ thuộc bộ sưu tập Grand Seiko của thương hiệu Seiko rồi đúng không ạ? Trước này em sưu tập ở cái tình trạng là nguyên đầy đủ, nguyên zin toàn bộ mọi thứ các bác nhé. Từ sổ, sách, dây khóa, đồng hồ, mọi thứ luôn. Hôm nay em sẽ mở hộp để giới thiệu cùng với các bác nhé. Đầu tiên, đây là cái phần hộp của chiếc đồng hồ các bác nhé. Chúng ta sẽ có dòng chữ GS, chữ viết tắt của chữ Grand Seiko. Biểu tượng đây các bác này, chú sư tử, một vị vua. Đây là phần hộp của chiếc đồng hồ bên các bác nhé. Phần hộp bên ngoài đây các bác nhé. Khi các bác mở cái phần hộp bên ngoài ra, thì bên trong chúng ta sẽ có một cái phần giấy chứng nhận tiêu chuẩn về thời gian các bác nhé. Cũng thế đấy các bác này, thiết kế màu xanh đồng bộ luôn các bác nhé. Dòng chữ GS, biểu tượng vị vua này. Và khi các bác mở bên trong ra, chúng ta sẽ có một số cái đây chính là cái chứng nhận các bác nhé. Chứng nhận của thương hiệu Grand Seiko. Thông số của bộ vỏ, bộ máy này và những cái thông số khác các bác nhé, được ghi chi tiết đầy đủ luôn. Và những cái thông số này nó sẽ khớp với cái thông số nằm trên chiếc đồng hồ mà tí nữa em sẽ mở cho các bác xem nhé. Còn đây là cái thông số khi người ta test cái độ nhanh chậm của chiếc đồng hồ ở những cái nhiệt độ khác nhau như 23 độ C, 8 độ C này, hoặc là 38 độ C, hoặc là những cái quá trình mà các bác đeo, cũng như là cái hướng đeo, cũng như cách các bác vận động và các bác đeo chiếc đồng hồ nó sẽ có cái sai số như thế nào. Người ta đã tính hết rồi các bác nhé. 2, 3 giây, 1 giây này, 2 giây này. Và đây là cái chứng chỉ tiêu chuẩn đấy các bác ạ. Về cái thời gian, độ nghịch tính theo nhiệt độ, môi trường, áp suất các bác nhé. Rất là chuẩn xác và người ta đã công bố là toàn thế giới các bác nhé, chứ không phải là người ta thử nghiệm riêng cho chiếc đồng hồ của người ta. Rồi, và những cái phần giấy hướng dẫn các bác nhé. Giấy chú ý này, đi từ hãng ra mà các bác, nên là tất cả mọi thứ còn đầy đủ hết luôn. Không thiếu một cái phần giấy nào của chiếc đồng hồ này cả. Đấy là cái phần chứng chỉ các bác nhé. Còn đây sẽ là cái phần sổ bảo hành, sổ hướng dẫn. Đây là cái sổ hướng dẫn đây các bác này. Sổ hướng dẫn từ cái bộ máy 9S51 đến 9S55 sẽ dùng chung cái sổ hướng dẫn này các bác nhé. Đấy, một cuốn sổ hướng dẫn này, chi tiết đầy đủ cách hướng dẫn sử dụng của chiếc đồng hồ này các bác nhé. Đó. Tiếp tục sẽ là một cái phần chứa đựng cái phần giấy bảo hành của chiếc đồng hồ này các bác nhé. Đấy, tất cả mọi thứ đều có chữ GS Grand Seiko. Và đây là cái giấy bảo hành của chiếc đồng hồ các bác nhé. Được kẹp ở hai miếng bìa cứng này, bảo quản rất là kỹ luôn. Em sẽ được xin phép được mở cái phần giấy bảo hành ra các bác nhé. Bên trong này cũng thế đấy các bác này. Mọi thông số của chiếc đồng hồ nha, đều được ghi khớp với cái phần chứng chỉ em vừa cho các bác xem nha. Mọi thông số luôn các bác nhé, đầy đủ luôn này. Đấy, và thông số chuẩn xác của bộ máy. Chiếc đồng hồ này sẽ chạy với cái bộ máy là 9S54-0030. Đấy, và thời gian bảo hành theo hãng thì em dịch ra thì đây là một cái phần giấy bảo hành của hãng là bảo hành 1 năm các bác nhé, và 2 năm về thời gian. Và những cái lưu ý trong quá trình được bảo hành cũng như là những cái sai sót của người dùng mà sẽ không được thương hiệu này bảo hành các bác nhé. Rất là chi tiết đầy đủ luôn, mọi thứ đều được ghi công khai một cách rõ nét nhất để các bác được xem. Và em xin phép luôn chia sẻ luôn, chiếc đồng hồ này sẽ được người chủ người ta mua tại hãng nhé, vào năm 2003. Đến bây giờ là được 19 năm rồi các bác ạ, 19 năm rồi đấy. Nhưng tí nữa em sẽ cho các bác xem cái phần đồng hồ 19 năm rồi, nhưng mà gần như là chiếc đồng hồ chưa có cái gì thay đổi các bác nhé. Gần như là vừa được đi ra từ hãng luôn các bác ạ. Rất là đẹp luôn. Em xin phép cập cái phần giấy bảo hành ấy đi. Tiếp tục, đây sẽ là một cái phần sổ để lưu ý cách sử dụng và tính nhanh chậm trong từng trường hợp đây các bác nhé. Người ta mô phỏng rất là rõ nét này, vì người ta đã kiểm định rất là kỹ rồi. Theo từng tuần đấy các bác nhé, tính theo tuần này, 7 ngày này, cộng trừ 1 hay là 0 hoặc là trừ 2. Và các cách đeo đồng hồ, để đồng hồ đúng cách, để đồng hồ giữ giờ tốt nhất này, đúng không ạ? Tất cả mọi thứ đều được ghi rõ nét. Tránh để đồng hồ ở những cái vật có từ các bác nhé, sẽ bị nhiễm từ. Đấy, mọi thứ luôn, chi tiết đầy đủ. Quan trọng nhất thì vẫn là nhân vật chính, chúng ta sẽ nằm ở trong cái phần hộp nhung này các bác nhé. Em xin phép được mở luôn phần đồng hồ này để các bác được ngắm cái vẻ đẹp của một chiếc Grand Seiko tuyệt đẹp luôn các bác ạ, mà nổi tiếng trên thế giới nhé.
những ai đã chơi đồng hồ đeo tay chắc chắn là cũng muốn sở hữu một chiếc Glashenko đẹp theo đúng ý của mình, đúng không ạ? Và đối với những chiếc Glashenko thì luôn luôn chiều được hết tất cả mọi ý các bác, vì nó được sản xuất một cách cực kỳ là công phu và tỉ mỉ. Đầu tiên thiết kế hộp nhung các bác nha, hộp nhung màu xanh gần như là còn nguyên vẹn 100% luôn, có chữ GS Glashenko đấy. Còn nhân vật chính chúng ta sẽ nằm ở bên trong đây. Đây, cái phần hộp cũng có một biểu tượng của vị vua các bác nha, Glashenko. Hôm nay thì em chỉ đi sơ qua về vẻ đẹp cũng như mở hộp thôi. Còn thông số của bộ máy thì em cũng cho các bác biết rồi đấy, thì các bác sẽ tự tìm hiểu về cơ chế hoạt động cũng như là cái điểm nổi bật của cái bộ máy của chiếc đồng hồ này. Đây, nhân vật chính của chúng ta hôm nay thì các bác nhá, đã đầy đủ hộp sổ thì chắc chắn rồi, đồng hồ cũng phải nguyên bản, dây khóa cũng nguyên bản luôn các bác nhá, đầy đủ mọi thứ. Em xin phép được tháo ra để quay cho các bác nhìn kỹ hơn. Đầu tiên các bác nhá, đây là một chiếc Glashenko thiết kế hoàn toàn bằng chất liệu vỏ thép, toàn bộ vỏ thép 37 các bác nhá, size 37, một kích thước rất là lớn, vì từ đời năm 2003 rồi chúng ta sẽ có những thiết kế size to như thế này các bác nhá, chứ không phải là hàng vintage khoảng những thập niên 60-70. Đấy, thiết kế rất là đẹp nhá. Đầu tiên về cái phần khóa, một cái phần khóa nguyên zin đây các bác nhá, khóa thép nguyên zin, và các bác có thể thấy đây, ngay từ cái phần chữ Glashenko nó đã cực kỳ là sắc nét rồi, đúng không ạ? Chuyện logo thương hiệu bên trong và chuyện thông số sản xuất cái khóa này quá là sắc nét, đúng không các bác? Tiếp tục đến cái phần dây, một phần dây có chữ GS đây các bác nha, và chữ Senko, dây zin đi theo đồng hồ, tất cả mọi thứ đều đi nguyên bản toàn bộ các bác nha. Rồi bây giờ sẽ là cái phần đồng hồ em thích nhất ở cái những chiếc GS, đó là về cái bộ máy chạy giữ giờ cực kỳ là tốt, phải nói là rất là tốt luôn các bác ạ. Nếu mà xếp theo cái thứ tự thì Glashenko nó sẽ ngang hàng với Rolex và ngang hàng với Omega về cái bộ máy các bác nha, và cả cái thiết kế mặt số của chiếc đồng hồ nữa rất là sắc nét luôn các bác ạ. Mời các bác cùng em đi xem nhé. Đây là cái phần mặt số của chiếc đồng hồ, các bác có thể thấy cái bộ kim hình kiếm người ta làm nét quá là đẹp luôn. Càng phóng to ra thì các bác sẽ càng thấy cái độ tỉ mỉ người ta thiết kế ra, đúng không ạ? Đầu tiên là dòng chữ Senko và dòng chữ cuối cùng sẽ là Glashenko GS đặc trưng. Và đây sẽ là một chiếc sở hữu cái phần mặt trắng ngà hoặc là gọi là mặt kem cũng được các bác nhé. Bộ kim hình kiếm này, các cọc số sẽ được thiết kế vắt cạnh, vắt sáng đều các bác nhé. Sắc nét từng chi tiết nhỏ một luôn, người ta đã tính toán và làm ra một cách chuẩn xác và tỉ mỉ nhất các bác nhé. Góc 6 giờ thì chúng ta sẽ có dòng chữ Japan này. Đấy, và thông số của bộ máy ở bên trong này các bác nhé. Đấy, bộ máy 9S54A. Phải nói là nhìn mê không tưởng các bác ạ. Các bác nhìn bộ kim kiếm này, không điểm trừ nào trên cái phần mặt số của chiếc đồng hồ này luôn. Thực sự một chiếc các bác phải sở hữu thì các bác mới biết được, là cầm trên tay thì các bác mới biết được là nó đẹp đến cỡ nào các bác ạ. Quá là mê luôn. Rồi, một phần núm các bác nhé, có chữ GS, núm zin. Và các bác có thể thấy từng khía cạnh một đều làm được thiết kế, đều làm một cách rất là sắc nét luôn. Về cái độ đẹp của chiếc đồng hồ này, nếu mà nhận xét thì em nhận xét đây là một chiếc nó còn đẹp về tổng thể các bác nhé. Tổng thể bên ngoài nó còn đẹp lên tới tầm 98%, 98-99% các bác nhé. Đây là cái phần nắp đáy ở bên dưới đây các bác nhé. Chúng ta sẽ có biểu tượng vị vua đây các bác này, đặc trưng ở trên phần nắp hộp các bác nhé. Đấy, Glashenko, biểu tượng vị vua này. Phần đấu gần như là chưa có cái vết mòn nào, chưa bị mòn một tí nào luôn các bác nhé. Đây, thông số tiếp theo nha, những cái thông số đi kèm không thể thiếu rồi. Made in Japan, vì Glashenko ở Japan mà các bác, ở Nhật mà. Các bác nhìn cái đầu ốc nhá, để bắt nắp đít này nó còn chưa bị vặn ra kia các bác ạ, nghĩa là đây là một chiếc đồng hồ chưa mở một lần nào đấy, để các bác hình dung. Quá mỹ mãn luôn các bác ạ. Thực sự lâu lắm rồi em mới sở hữu được một chiếc Senko, mà thực ra đây là một chiếc GS gọi là Glashenko tuyệt vời đến như thế, để gửi tới các bác và mời các bác cùng em chiêm ngưỡng, đúng không? Rồi, hiện tại thì em đang trưng bày chiếc này tại cửa hàng. Cảm ơn các bác đã xem video của em. Bác nào có nhiều kinh nghiệm hơn thì có thể chia sẻ giúp em về cái dòng Glashenko này, đặc biệt là về cái bộ máy 9S54A này.
Cảm ơn các bác.